Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay kinh Tương Ưng Sanyutta Nikaya chương 1 Tương Ưng Chư Thiên phẩm thiêu cháy, bài 3 kinh Đồ Ăn Anasuttan, câu trả lời lớn cho câu hỏi nhỏ. Tiếp đến, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tệ Siêu dẫn nhập bài pháp thoại ngày hôm nay, con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính thưa quý vị, thỉnh thoảng trong kinh điển chúng ta cũng được nghe những cái trường hợp khi một vấn đề được đặt ra nhưng mà được hỏi Đức Thế Tôn, ngài trả lời cái câu trả lời của ngài rất là xúc tích và dường như khi mà đọc thì chúng ta có cảm giác như là cái câu trả lời đó nó không có nhắm thẳng vào cái câu hỏi, hay nói đúng hơn là chúng ta có cái cảm giác như là trả lời lạc đề. Nhưng trong trường hợp đó không phải vậy. Đối với ai thì chúng ta nghĩ như vậy được, nhưng mà đối với Đức Phật, một vị chánh đẳng, một vị chánh biến tri nhất thiết chủng trí, thì trong trường hợp này là trả lời phải có ý nghĩa. Bởi vì ngài thường tuyên bố rằng ta thuyết pháp có thận trọng chứ không phải là không có thận trọng. Và như vậy thì hôm nay đó, trong cái bài kệ mà vị thiên đã nói với Đức Phật, đã hỏi Đức Phật, thật ra không phải hỏi, nhưng mà vị đã mới nói rằng là trời vừa đều ưa thích ăn uống thì không có thần thánh nào ở đời lại không có thích ăn uống. Thì cái câu hỏi đó đó, nếu mà Đức Phật này nói như là các cách trò chuyện bình thường thì người trò chuyện cái gì, chỉ bàn đến cái việc là chúng sanh ưa thích ăn uống như vậy thôi sao? Do đó ngài phải chuyển sang một cái hướng khác là cũng nói về vật thực. Nhưng mà ở trong cái vật thực đó thì có tư niệm thực đối với các chúng sanh ở đời đều mong muốn được thiên lạc hay là ít nhất là tài sản của nhân loại, thì phải dùng cái món vật thực nào, chứ không phải mình nói thích như vậy, mình thích ăn uống như vậy là đủ, mà phải biết ăn những cái món ăn nào để nó có được cái thành quả là thiên hưởng thiên lạc, hưởng nhân lạc. Đó là cái chủ đề, cái điểm nhấn của cái bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời Phật tử Nguyên Xuân đọc cho chánh kinh, rồi sau đó xin cung thỉnh thượng tọa Tự Nguyên vị giảng sư hôm nay sẽ thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá.
Chúng con kính tri ân Thượng tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc chánh kinh. Kinh Đồ Ăn Anasuttang, chương 1, tương ưng chư thiên, phẩm thiêu cháy. Đức Phật dạy có bốn dưỡng tố hay thức ăn cho sự sống. Đoàn thực, thực phẩm như cơm, bánh, nuôi thân. Xúc thực là sự xúc tác của căn, cảnh và thức tạo nên cảm thọ. Tự niệm thực là sở hành tạo tác nuôi dưỡng sự tồn tại của kiếp trầm luân. Thức thực là tác động của tâm thức đối với danh sắc. Trong bài kệ này, vị thiên nêu lên câu hỏi tầm thường về hưởng thụ ẩm thực. Đức Thế Tôn trả lời bằng kệ ngôn nói về tư niệm thực hiền thiện. Câu trả lời thoạt nghe như không liên quan tới câu hỏi, nhưng kỳ thực là một cái nhìn cao rộng của bậc đại giác. Kinh văn: Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sawatthi Xá Vệ Jetavana tháng 5 tại vườn ông Anathapindika cấp cô độc, rồi một vị thiên sau khi đêm đã gần mãn với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến định lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Vị thiên: Trời, người, cả hai loài đều ưa thích ăn uống. Vị dạ xoa tên gì lại không thích ăn uống? Bản hiệu đính: Chư thiên và nhân loại đều thích thú ẩm thực. Thần thánh nào ở đời lại không thích ăn uống? Thế Tôn: Ai cho với lòng tin, với tâm tư thanh tịnh, được phần món ăn ấy, đời này và đời sau, vậy hãy ngừa sang tham, bố thí nhiếp cấu uế, hữu tình vẫn an trú, công đức trong đời sau. Bản hiệu đính: Ai cho với niềm tin, với tâm tư trong sáng, được hưởng phần thọ thực, đời này và đời sau, hãy từ bỏ keo kiết, bố thí nhiếp cấu uế, phước là chỗ nương tựa cho chúng ta, cho chúng sanh đời sau. Thích văn: Tasma quý nê giá mắt chê răng đá cha đa năng má la phí. Bố thí được hiểu là từ bỏ bọn sản, vượt qua uế nhiễm của phiền não. Bát tí tha nâng đỡ làm chỗ nương cũng là một những trong định nghĩa của chữ vun nhá, phước báu. Thích nghĩa: Dắt khá thường đọc âm là và dạ xoa được hiểu như quỷ dữ. Trong kinh Phạm ngữ, dắt khá thường chỉ cho những phi nhân có uy lực lớn, ngay cả thiên chủ đế thích đôi lúc cũng được gọi là dắt khá. Từ ngữ này trong ngôn ngữ của chư thiên chỉ cho bậc kiệt xuất. Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu, biên soạn giáo trình Tỳ kheo Giác Đẳng. Và bài chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Thầy Ma, giá Nam mô Sang Khai, giá đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, thưa cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ với Đức Phật, kính lễ đến giáo pháp, kính lễ đến chúng tăng, con kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, và thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Minh Hạnh, để Đức Tuệ Tri, để Đức Tuệ Đức, sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Puthang Phakkawantang Apivade Misokato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Savakasangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giờ hồi đến chư tôn Đức Tăng quý tử người cùng cho Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy.
Những cái bạch quý ngài, kính thưa tổng thống, vì hôm nay chúng ta học cái phần qua cái đồng mà chúng ta vừa nghe, có một sự trả lời của Phật như thế. Thì quả thật như vậy, ở trong cõi giới này chúng sinh nó có ba hạng người, thì cũng tương ứng với ba cõi, tương cho tương ứng người ở cõi dục, người ở cõi sắc và người ở cõi vô sắc. Thì nói chung tất cả chúng sinh đều nương nhờ nơi tứ thực mà tồn tại. Nếu như tất cả chúng ta sống ở cõi dục này nó được đầy đủ tứ thực, còn xuyên qua ở các cõi thì nó có không có, chỉ có tứ tỷ cõi, cũng như là không có cái đoạn thực, nhưng tư niệm thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực thì họ còn có thể, hay họ có thể vượt qua. Bởi vì chúng ta thấy nếu như là cơm nước bánh trái đó, đoạn thực xúc thực ở đây là sáu căn này, hãy mà xúc có mặt thì phải có sáu căn trần, nó làm dưỡng tố, nó làm một cái điều cho chúng ta hiện hữu. Còn như sư phụ Từ Siêu đã nhấn mạnh ở trong vấn đề cái bài hôm nay, Đức Phật ngài muốn chỉ dẫn chúng sinh, muốn đưa chúng sinh, muốn cho chúng sinh biết cách sử dụng thực, sử dụng cái vật thực cho nó chính xác và nó ổn định và nó tốt đẹp, đó chính là cái tư niệm thực. Cái tư niệm thực ở đây chính là một cái hành động của chúng ta. Punya nipalokasmin patithaonjapani năng, phước lành thì là nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh ở đời sau. Thì cũng dường như thế, thì chúng sinh tạo nghiệp ác thì sẽ gánh lấy cái quả ác trong đời sau. Đó chính là những hành động của chúng ta, tạo thiện hay tạo ác nhiều hay là ít, mà chúng ta được yên vui, được tốt đẹp. Còn nói đến cái thức thực ở đây cũng chính là một cái sự tái sinh, nó là một thức tái tục cho tất cả chúng ta ở đời sau, cho cõi vui, cõi khổ, cõi vui hay là cõi khổ. Đó chính là nó như là một thức quả tái sinh cho tất cả chúng ta, hay là cái thức tái tục, nó dẫn dắt chúng ta sống nương nhờ trên cái đó. Bởi chính vì cái tư niệm này, vì cái tư niệm thực này chính là những hành động, chính là những hành lành hay là những hành ác, thiện sự hay là ác sự mà chúng ta làm. Bởi cho nên không ai ban cho ta cả, không ai cho ta, mà tính tự ta làm ra tất cả những cái nghiệp duyên thiện hay ác. Không trách, đừng có trách cứ trời gần trời xa, mà chính do chính ta thôi, không ai đâu, chính ta thôi. Cho nên tất cả chúng ta hiện hữu tại nơi đây, chúng ta cứ nghĩ rằng phải sống như thế này, phải sống như thế nọ, nhưng tất cả chúng ta cần phải tư niệm thực đúng đắn như thế nào, như là lời Phật đã khẳng định cho vị chư thiên nghe rõ, đã khẳng định cho vị thế nhân nghe rõ ràng, mà chúng ta vừa nghe cái bản kinh đó. Những ai có cái tâm biết cho nên Đức Phật ngài khuyến dạy cái tư niệm thực một cách đặc biệt là cái gì, để cho chúng ta khai mở là trời người gì, tất cả cũng tồn tại do vật thực. Tất cả chúng sinh sapa sapa ahara tatika, chúng sinh di tồn do nhờ vật thực, mà di tồn do nhờ vật thực tốt hay vật thực xấu, hay là cái tư niệm tốt hay cái tư niệm xấu, chính là những hành động của chúng ta đã làm. Và có kính lễ thần tổ giác đẳng mới Quang Lâm Phổ Tuệ, thì tất cả chúng ta phải hiểu một cách chuẩn xác như thế. Đó chính là cái thực mà Đức Phật đã chỉ dạy.
người khẳng định dầu trời hay là người mà chúng tôi vừa nói đó, ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều phải trú trên trên thực. Cho nên dầu cho là các vị mà có tu hành như thế nào, thì cũng là dựa trên cái thực này, hay là các vị thiên thần, hay là chúng dạ xoa, những chúng sinh khổ đau, sanh tử, thì cũng do chính cái đó thôi. Khi chúng ta biết, khi chúng ta hiểu được, thì phải nên xa thú làm thay. Dạ xin... Xin thỉnh tập thầy Quyền, con thì không biết lại ở trong lớp học không nghe được nhỉ. Xin kính thỉnh thưa tập, xin thỉnh tự chờ đợi trong giây lát nhỉ. Dạ, không biết thưa tập thầy Quyền có nghe được không? Dạ, dạ, có nghe lại rồi. Dạ, dạ. Dạ, dạ, thỉnh thưa tập. Dạ, thỉnh thưa tập. Dạ, có nghe lại rồi. Dạ, xin cảm ơn đại chúng. Thì tất cả chúng ta đều dựa vào sống ở ba cõi, nương ba cõi này, thì cũng là tứ thực trên trên ba cõi này. Mà hôm nay như đã nói, đặc biệt như lời sư phụ Tỳ Siêu đã nói đó, để dẫn, thì chúng ta thấy cái tư niệm thực rất là quan trọng. Bởi cho nên Đức Phật nói vậy, trời người có như thế nào thì cũng phải sống có thực này. Và chính mà Đức Phật ngài chỉ dẫn, tức là phải nên là dựa vào thực đó chứ. Nhưng điều mà nếu như ai biết cái gì, ai biết bố thí, ai có niềm tin, hay là ai cho với cái lòng tin, với tâm thanh tịnh, thì được phần món ăn đó. Thế cho nên rất là quan trọng. Là sao? Tất cả trong tư niệm chúng ta phải khởi tạo nhiều cái việc lành, nhiều cái thiện sự tốt, thì chúng ta sẽ được tốt. Còn nếu như chúng ta không khởi, mà chúng ta làm ác, thì chúng ta cũng sẽ mang theo cái nghiệp ác đó. Cho nên rất là quan trọng. Cũng như cái câu Pháp Cú mà chúng ta nói, nay vui, đời sau vui, người làm phước sẽ hay vui. Vui thế mình làm thiện, sanh thiện thú vui hơn. Đây là một điều hết sức quan trọng. Với cái tư niệm đó, với cái hành động thực hiện đó, chứ không đâu đâu. Vậy chúng ta có cái tâm mến đạo, có cái tâm quy y Phật, có tâm quy y Pháp, có tâm quy y Tăng, nương nhờ vào ba ngôi tam bảo để làm gì, kính thưa quý vị? Để chúng ta tôn kính Đức Phật, thực hành theo lời dạy của Phật và đi theo con đường mà Đức Phật đã dạy và thừa hành trên cái tăng đoàn dẫn, hay là đang xiển dương, đang làm lớn mạnh, đang kế thừa mạng mạch của Phật Pháp. Bởi vì ngày nào chư Tăng còn hiện hữu, chư Tăng còn thuyết giảng, chư Tăng còn giáo hóa, hay là hình bóng của tăng đoàn còn trên cuộc đời này, thì ngày đó Phật Pháp còn. Dù cho có như thế nào, cho đến thời cuối cùng thì không còn, chúng ta gọi là cái mạt pháp đó, thì cái đó thì mới coi như là, và giáo pháp này chấm dứt sự tồn tại, thì ngay khi đó thì chúng ta không còn cái gì để nói.
tức là chúng ta không còn cái chỗ nương tựa nữa. Chứ còn sự thật ra, ngày nào còn tăng đòn, hình bóng còn hiện hữu với bất cứ hình thái nào xin xác định, thì cũng còn là mới khởi tâm lên, mới được, mới chúng ta mới tư niệm được, hành động của chúng ta mới khởi sanh lên được. Bởi vì chỉ là cái gì, một ánh bóng y vật hay một phẩm mạo của người tu vào đời này, ý nghĩa nó rất là lớn. Không chỉ là một người tu tụng kinh gõ mõ đâu quý vị, mà chính là khơi động, khơi dậy những thiện tâm của tất cả chúng ta. Cái điều đó là thật. Dĩ nhiên ở trong thành phần đó có bị một số người lợi dụng, một chiếc áo cà sa làm ô uế như thế này, làm mất mát như thế kia, nhưng Phật pháp ba đời cũng vẫn là Phật pháp. Bởi vì có người hư chứ đạo không có hư. Chân lý vẫn là cao vời như thở nào. Bởi vì ở đây Đức Phật ngài dạy con người phải cái gì? Phải biết tư niệm, phải có cái niềm tin, phải có cái tâm thí. Mà chúng ta nhớ cái bài mà chúng tôi thường đọc kinh, chúng tôi thích cái bài thập độ mà tụng tiếng Việt. Đường tu bố thí đứng đầu, vì tha là tánh, vô cầu là tâm. Kính thưa quý vị, bao nhiêu đó mà chúng ta làm không được, làm cái gì? Nếu chúng ta có một niềm tin, có một sự tỉnh tính, thì cái mà chúng ta đó là cái vật chất, nó ngoài thân, cái tiền của cái tài sản đó, ai cũng biết là có được đó, có đó mất đó. Nhưng cái tâm mà dứt bỏ, nó không có đơn giản. Dầu cho người ta dứt bỏ ra với cái hình thái như thế nào, với cái tâm tư như thế nào, nhưng người ta biết buông bỏ cũng là một điều hay đó. Chứ đừng nói chi nếu mà bằng của niềm tin thì cái điều đó quá tuyệt vời. Chứ còn thường con người có câu thúc, có câu chấp. Còn hiện nay tôi có một người đó, có một người đó người ta có nhiều tiền nhiều của lắm, người ta bỏ cả ngàn ngàn tỷ. Sự thật ra mà nói, mình trân quý cái chuyện cho nó. Nếu chúng ta có tiền nhiều, một chúng mình cứ nghĩ rằng mình có cái điều kiện nhiều, mình mới làm cái việc thiện nhiều nhé. Nhưng chưa chắc mình có cái điều kiện nhiều, cái tâm tham ái của mình chưa chắc bỏ ra được. Nhiều khi mà nghèo mà làm phước tốt, mà giàu chưa chắc làm. Nó đủ thứ đủ chuyện và hẹn. Ở con người mình luôn luôn có cái sự hẹn hò. Nhưng bởi vì sao vậy? Bởi chúng ta không vững niềm tin. Và nếu chúng ta vững niềm tin thì chúng ta ở đây mới biết cái gì? Biết buông bỏ được, biết bố thí mới nhiếp được cấu quế. À, cái chỗ này bố thí mới nhiếp được cấu quế. Chứ chúng ta đừng có nghĩ không có dễ cho đâu. Đừng có nói cách cho hay là tâm tư, lễ vật lớn nhỏ gì mà người ta buông bỏ được. Không có chuyện đơn giản. Mà thường chúng sinh chấp thủ. Chính vì cái sự keo kiệt, cái sự chấp thủ, chúng ta nhớ, keo kiệt chấp thủ, cho nên chúng ta đau khổ. Cái điều đó là thật mà. Chấp từ tiền của tài sản, danh vị, danh vọng, địa vị, quyền chức, vân vân, tất cả chúng ta đều chấp vào như thế. Và chính vì có cái sự chấp hữu, chấp ngã đó, cho nên chúng ta khó lắm. Mở đây Phật dạy ai với cái niềm tin. Mà niềm tin, khi có một niềm tin thì chúng ta mới làm được. Cái niềm tin đây cũng như là một niềm tin, tin nhân, tin quả, nghiệp báo. Và biết một cách rõ ràng hành động của mình, một cách rõ ràng. Cho nên vì vậy cái tư niệm này nó không chỉ là một cái giá trị của bố thí, nó còn là một cái giá trị của tu chứng, nó là một cái giá trị của thiền định, là một giá trị của trì giới để tạo các công đức cho tư niệm đời sau. Bởi người mà có cái trì giới đó, thì người đó sẽ được vô lượng công đức, phước báo rất là nhiều. Ngay cả bắt cái cầu giải thoát cũng phải qua cái giới này. Và cũng như tu thiền, thì dầu cho thiền chỉ hay thiền quán đều là tư niệm ở cõi sắc giới, ở cõi vô sắc giới, hay tư niệm trong
trong đại thiện siêu thế, thì cũng là một sự tư niệm, tư niệm thực đó mà nó mới đưa chúng ta về trở thành một vị tu đầu quần, tư đà hàm, a la hàm và a la hán, chắc chắn là như thế. Cho nên trong cái đời sống này, tất cả chúng ta sống phải có một sự tựa nương, mà cái sự tựa nương đó nó đòi hỏi Đức Phật này luôn luôn khởi dậy và kêu dạy là chúng hữu tình, chúng thiên nhân, dầu cho là giả so, thiên dương, ma dương gì, tất cả mọi thứ thì cũng đều phải hệ lụy ở dưới cái vật thực này, dưới cái thực này. Chúng ta sẽ tự ăn uống cho sự thật ra cái sự cái sự sống đó nhờ. Còn nếu như mà ở hạng dục giới thì chúng sinh có thể dùng cái thức thực, cái xin lỗi, dùng cái xúc, ta dùng cái đoàn thực hay là cái thức thực của mình. Nhưng để nói cái tư niệm thì là cả thải các cõi. Cái sự tư niệm này là cả thải của các cõi. Nếu cõi thiền, ở cõi thiền thì họ cũng được nuôi dưỡng bởi do cái sơ nhị tam tứ thiền mà tu chứng được các tầng thiền, cũng như là không vô biên, thức vô biên và vô số phi tưởng phi lưỡng xứ, thì họ cũng được tu chứng để thành tựu các cái tầng thiền vô sắc giới đó, chứ không phải tự mà có được. Cho nên trong cái đời sống bình nhật, trong cái đời sống bình nhật của chúng ta là một đời sống tư niệm. Nếu chúng ta tư niệm về cái điều lành nó xuyên suốt, thì kiếp sống hiện tại chúng ta cũng được an vui. Bởi vì kính thưa quý vị, khi chúng ta làm được cái tu, khi chúng ta tu tốt, thì thành thật mà nói, cái tâm tư của mình nó rất là thoải mái, nó rất là tốt đẹp. Khi con người mình không có chấp thủ, khi con người mình không có cái nỗi niềm đau khổ đó, tâm không có sân hận, tâm không có mê mờ, thì mà lúc đó con người mình có cái sự nhẹ nhàng, có sự thanh thoát. Cũng như sự thật ra mà nói, chúng ta nói rằng mặc dù bận nhiều Phật sự, chúng ta tu mà chúng ta nói chúng ta bận, để chúng ta nói sai. Chúng ta tu chúng ta biết bận mà phải mở chứ, tại sao mình bận biểu nhiều. Mình tu để mình tìm một cái tự do, cái sự thanh thản. Cho nên cái điều này, mặc dù vẫn nhiều Phật sự như thế này thế kia, đó là chúng ta nói theo từ để nói lên cái tâm cái tình. Nhưng sự thật ra khi nghĩ kỹ thì chính cái người tu của mình phải tạo cho mình một cái sự nhẹ nhàng, cái sự thanh thoát, cái sự buông xả. Chứ cần gì mà có bị một sự trói buộc. Một sự trói buộc đó nó cũng xem như là cái tư niệm xấu rồi, ăn uống vật thực xấu rồi, thừa hưởng vật thực xấu rồi. Ngay cả chúng ta đang sống đây nè, chúng ta sân si lên, chúng ta ái chấp lên, thì đó chúng ta đang thọ dụng, đang thọ dụng hiện kiếp đó là cái xấu. Cái tham ái nó làm chúng ta phải đau khổ như thế nào, cái sự sân hận nó làm chúng ta khổ đau, bực bội, ăn không ngon, ngủ không yên, thì đó chính là do tư niệm của mình. Cái hành động nó thiết thực hiện tiền luôn, chứ không phải là đừng cần đến một cái quả tương lai do hành động tư niệm của chúng ta. Mà nếu như là một người hiểu biết ấy, thì là một điều hết sức là đặc biệt. Còn nếu chúng ta không tạo cho mình một cái sự thảnh thơi, một cái sự nhẹ nhàng, thì tự chúng ta làm cho mình đau khổ thôi, chứ không ai gây cái đau khổ cho mình. Bởi vì Đức Phật ngày luôn luôn chỉ dạy, nơi đây là ngôi nhà vắng, nơi kia là núi rừng, hay hoặc là vị tỳ kheo sống với một coi như tam y, một bình bát. Phật ngài cho một cái đôi cánh và cái bát chính là một cái mỏ, như con chim vậy, có cái mỏ và cái cánh để đi tìm mồi. Thì cũng vậy, cái người tu phải tạo cho mình không bị cái trách nhiệm, không bị cái trói buộc, đó là thật. Nhưng nếu chúng ta bị, bởi vì sự thật ra mà nói, để là các vị trụ trì đó, bởi vì Phật ngài dạy là các vị trụ trì đó là mình là bị mắc nợ mà, chứ đừng có nghĩ rằng mà chúng ta lao vào cái chuyện trụ trì nó là cái chuyện hay chuyện ho gì đâu. Thật sự là vậy đó.
nó như một sự mắc nợ. Thì chính vì vậy nếu mà chúng ta được thảnh thơi đó, bây giờ như chưa Phật tử đó, khi chúng ta bây giờ tuổi chừng, ví dụ bây giờ quý vị đã có cháu nội cháu ngoại gì đó, mà tự quý vị bị cột trói nữa thì coi như tư niệm quý vị đau khổ thiệt nữa. Mà nếu như con cháu nó đã lớn rồi thì chúng ta được an vui, chứ lẽ ra chúng ta được tự do, chúng ta được thoải mái, chúng ta dễ dàng, chúng ta tạo các công đức. Nói đến chư Phật tử bình nhật luôn, trên cả đời chúng ta cứ xây quần ở trong cái gì? Vợ chồng, con cái, sự nghiệp. Khi nào rồi chúng ta bỏ ra một chút xíu gì đó, chúng ta làm công đức, chúng ta nghĩ rằng như là một cái của để dành cho chúng ta. Nhưng sự thật ra nếu chúng ta biết được nó tốt được nó đó, thì chúng ta có một cái sự chuyển hóa. Ngoài ra cái chuyện bố thí này, chúng ta biết đấy, chúng ta biết tu thiền, chúng ta biết làm các công đức, biết học pháp, biết thính pháp, biết nghe pháp, biết học pháp, biết trì pháp và thực nghiệm pháp, thì nó biết hay biết chừng nào. Và ngay cả chúng ta có thể tu tập. Thành thật mà nói, đây mà chúng tôi nói là thí dụ như sư Nguyên Thông đây đi, sư già tại sao sư biết tu? Kính thưa quý vị, nếu quý vị tu được, nếu mà còn minh mẫn sáng suốt, không quên tới quên luôn thì cố gắng tu. Nếu có thể được xuất gia thì là quá tốt đẹp, bởi vì sẽ có thời gian hơn và nó sẽ theo tăng đoàn sẽ dễ dàng hơn. Chứ nếu chúng ta ở thế sự, chúng ta nghĩ rằng thôi chúng ta làm các công đức thiện sự, như thế nó chỉ là một cái biên bờ, nó khu vực, nó hết sức là nhỏ hẹp của gia đình. Có một lúc nào đó gọi là tụng kinh, có lúc nào đó nghe pháp, có lúc nào đó gọi là niệm Phật, chứ không phải là nếu chúng ta hướng tâm vào cái đời sống xuất gia thì là nó thực hiện một ý nghĩa cao cả. Bởi vì lúc đó sống trong một cái khuôn khổ của thiền gia, sống trong khuôn khổ của giới lực, của tăng đoàn, của chùa chiền, thì nó là một chuyện khác hơn của gia đình. Thì kính thưa quý vị, lòng chư Phật tử cũng vậy. Cái điều tốt hay điều xấu mà chính chúng ta biết, khi chúng ta biết buông bỏ, chúng ta bố thí thì mới vượt qua cái sang tham. Mà khi chúng ta biết trì giới thì chúng ta mới ngăn ngừa các ác bất thiện pháp. Nó chưa sanh không cho sanh, những thiện pháp đã ác pháp đã sanh không cho nó sanh nữa. Vậy lúc đó chúng ta mới có đủ cái thời gian và có cái điều kiện mới bảo trì, mới là quân tu những thiện sự. Nó chưa sanh cho nó sanh, những thiện sự đã sanh chúng ta biết bảo trì và gìn giữ nó. Nếu chúng ta không có thực hiện, không có tiến bước, thì xem như chúng ta thiếu cái vật thực đó. Chúng ta được một cái vật thực của trì giới, tức là một tư niệm của bố thí, để dứt bỏ cái lòng sân tham. Và chúng ta biết trì giới thì xem như chúng ta đã tạo được một cái tư niệm thực của cái trì giới. Và chúng ta biết tu thiền thì chúng ta biết tạo niệm thực, tạo một cái tư niệm của thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, hay là thiền, hay là tư niệm đại thiện đó, nó hợp trong đại thiện siêu thế, nó hay lắm. Thì chính vì vậy cho nên cái tư niệm này rất là quan trọng, và chính nó là một chỗ nương. Như chúng ta biết nó là cái chữ Patitha đó, nó nâng đỡ, hay là cái chỗ để chúng ta tựa, hay là chính là cái phước báo đó để chúng ta nương nhờ nó. Nhờ cái tâm mà chúng ta nương vào, thí dụ chúng ta an trú vào thiền, tâm không có phóng dật. Tâm không có phóng dật thì chánh niệm sanh hoặc là chánh định sanh. Thì là một chủ dài của cái gì? Của đại thiền. Còn nếu chúng ta không an trú tâm vào để cho phóng dật thì một chủ dài của bất thiện tâm. Của cái gì? Của tham tật kiến ngã mạn sân tật lận hối phu tầm quý phóng dật, nó hiện hữu như thế thôi. Cho nên nếu như ai biết cái giá trị tư niệm, cái giá trị tư niệm mà chính là để chúng ta tạo tác cho đời này được an ổn hay đời sau được an ổn, nó chỉ là chính chúng ta thôi.
Người ta có thể cho mình cơm nước bánh rán, người ta có thể cho mình tiền bạc, người ta có thể cho mình địa vị, danh vọng, tất cả mọi thứ, mọi điều, nhưng người ta không ai có thể cho chúng ta được một tư niệm tốt đẹp do chính ta. Người ta có thể cho bánh, cho nước, cho trái chúng ta, đó, có được đó, cho cửa, cho xe, cho cổ, cho tiền, cho bạc, v.v. Nhưng cái tư niệm này là tự chúng ta phải làm. Vì chính là những cái phước nghiệp thiện hay là những cái quả báo của hành động ác của chúng ta đã làm. Cho nên vì vậy không ai tôi thế giùm được ai, mà cũng không ai có thể cướp giật được ai. Nếu như người đó làm thì người đó hưởng. Ông tu đắc bà tu bà đắc, bất tu bất đắc là như thế. Tại bởi vì chúng ta biết là đâu có ai mà chịu tội thế ai được. Cái hành động thiện ác đó, đó là cái tư niệm của mỗi người. Mà cái tư niệm này á, nó trở thành một cái một, giống như nó tạo thành một cái thói quen thì là một tư niệm tốt. Nếu tư niệm thiện tốt, tư niệm thiện mà nó phối hợp với Pakatu Panisya, tức là một nghiệp thường cận. Bởi nói cái tư niệm này, nói đến thiện ác thì nó đến liên quan đến cái nghiệp, đến cái hành động. Hành động, cái quả của hành động. Mà quả của hành động thiện tạo tác bằng một cách liên tục, bằng một cách tức là hàng ngày như mỗi ngày. Giờ đó chúng ta bố thí, giờ đó chúng ta trì giới, giờ đó chúng ta tu thiền, hay giờ đó chúng ta làm các cái việc thí, giờ đó chúng ta nghe pháp, giờ đó chúng ta ngồi thiền, chúng ta hành pháp, thì cũng là một điều tốt đó chứ. Lẽ ra chúng ta làm xuyên suốt, nhưng điều mà không xuyên suốt thì cũng có làm. Trong mỗi ngày là một cái việc, mỗi ngày là một thiện sự của bố thí, mỗi ngày là một thiện sự của trì giới, mỗi ngày là một thiện sự của tu thiền, vân vân. Thì tất cả chúng ta đó chính là tạo một cái tư niệm thực cho chính mình ở trong hiện tại này. Khi mà người mà tu như vậy thì cái thân khinh an, cái tâm khinh an, tâm khinh an, thân khinh an, được yên vui, được khỏe mạnh trong hiện kiếp này. Và nhờ như thế thì chúng ta mới có gì, mới lan tỏa được, và chúng ta mới làm hành trang được cho cái đời sau của mình. Chúng sinh thường sẽ được nương nhờ khi muôn việc á, hơi vừa dứt thì việc đời chấm dứt, thì chấm dứt thì coi như là nghiệp tử chấm dứt, thì nghiệp thái tục thì dẫn chúng sinh về cõi khổ, cõi tốt để chúng sinh nương nhờ ở đời sau. Cho nên rất là quan trọng trong quá trình cái tư niệm. Cho nên nói đến cái tư niệm này thì mỗi con người cần phải thiết lập cho mình một cái đời sống. Rồi đây trong cuộc đời, người ta hơn mình tiền của, người ta hơn mình danh vọng, người ta hơn mình về địa vị, vân vân, về tuổi thọ, vân vân, về sức khỏe, vân vân. Tất cả đó là những cái hiện kiếp. Chúng ta chỉ là nhai lại cái vật thực cũ, chứ chưa chắc chúng ta ăn được vật thực mới đâu. Nhai lại cái tư niệm thực cũ, nói một cách chính xác hơn, chúng ta nhai lại một cái tư niệm thực cũ của đời trước. Và nếu chúng ta không có tạo một cái vật thực cho đời sau để tiếp tục nữa, thì đó chúng ta tự có lỗi với chính mình trong con đường tự sinh của mình. Bởi vì như đã nói, không có ai mà chúng ta sinh ra trong cuộc đời này không có một thần linh thượng đế nào ban phước giáng họa cho ta đâu. Cha mẹ sinh ta ra nhưng không có sinh ra được cái tư niệm của mình được. Có thể coi như là chúng ta nhờ cái sự nuôi dưỡng từ bào thai bào của mẹ, cái sữa của mẹ và cái đồ thực ở trong cuộc đời này mà công sức của người cha đã bỏ ra mang về, vân vân. Nhưng trong cái tư niệm đó thì cha mẹ không có truyền cho ta được, không có dạy cho ta được, mà chính ta tự tạo, tự làm và tự
tự lấy, tự đạt được thôi. Một con người từ thở nhỏ biết ý niệm, biết cố gắng, biết chuyên cần, thì người đó tương lai tạo cái tư niệm tốt đó, thì tương lai họ sẽ được tốt. Cũng như một người tu không phải cần là một người giỏi giang gì tốt đẹp, mà người ấy biết được bốn phần trách nhiệm của một người xuất gia mà quê quán nó dâm với Echumakato. Chúng ta biết được mà theo lời dạy đó, hình dáng ta đây khác hơn kẻ thế. Parapatipatha Mechivika, sự nuôi mạnh của ta ở kẻ khác ấy, nhôm với Kapo Karaniyo, ta làm sao cho người cúng dường, có cung phụng cho chúng ta được tốt. Người tu phải hiểu rằng Sapa Sata Kama Dayada Kama Yoni Kama Pantu Kama Patisarano, ta có cái nghiệp của ta, ta làm lành thì được vui, nghi dữ, chịu khổ. Ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Mà cuối cùng, đối với người tu, ta phải tu như thế nào? Từ tâm tư, tức là hành căn ta có hay không? Rồi đây, khi ta chết đi, ta được cái gì mà ta không được cái gì? Ta có cái gì mà ta không có cái gì? Và kính thưa quý vị, tất cả chúng ta cũng vậy nữa. Hành trang trong cuộc đời chúng ta cần phải có. Nếu như chúng ta là người hiểu biết Phật Pháp, thì chúng ta phải tạo, chúng ta đem theo cái hành trang lành của mình, đem theo cái hành trang tốt của mình, tạo cái hành trang tốt. Đó chính là cái tư niệm thật tốt. Còn nếu chúng ta không có hành trang, chính là tư niệm ác. Cái hành trang đây là những thiện sự. Thế cũng vậy, có một số người đi trên đường vác theo một số đồ để tiện dụng, trải dài cho chuyến đi hay đi đến cái chỗ đó và tiếp tục có điều kiện để sử dụng. Còn có một số người vác đầy đồ nhưng sự thật ra không có món gì mà có thể sử dụng được. Thì cũng vậy, cái đồ họ mang theo đó, đó chính là những cái ác nghiệp. Nó không có an lạc, họ phải chịu cái đau khổ cho đời sau. Cái tư niệm thực ở đây là một điều cần nhớ cho tất cả mọi người. Trong cuộc đời này, mọi hành động, mọi lời nói, mọi sự suy nghĩ đều để lại, đều để lại một cái gì? Một tác động của chính nó. Mà một tác động của chính nó chính là ý niệm của tư niệm, ý nghĩa của tư niệm. Mà nếu như để làm cái ý nghĩa của niệm như vậy, thì chúng ta cần phải có một cái hành động, một cái tư niệm thiện. Người ta có thể đối xấu với mình, người ta có thể cho mình, xử lý với mình những cái hành động ác, chúng ta biết đối diện. Từ hành động, từ lời nói, từ ý nghĩ dè biểu mình, nhưng mình biết đón nhận đó để suy nghĩ, tại sao người ta xử xấu với mình? Tại sao mình bị như vậy? Đó cũng là một sự tư lượng. Đó cũng là một sự quán xét với cái tinh thần nghiệp quả của chính mình. Thì mọi việc đó, nó rất là bình thường. Còn nếu như, cũng như trong cái việc sinh hoạt, chúng ta vô tình gây một cái điều không hiểu cho người, thì người có tàm có quý sự sự khác, mà người thiếu tàm tử quý sự sự khác, mà người hiền thì quyền có thể không biết lại ở trong
lớp học không còn nghe được nữa. Xin xin chia sẻ quý vị. Dạ, con đi. Dạ, bây giờ xin chia sẻ. Dạ. Dạ. Không hiểu sao mà nó anh đã thay cái đường truyền rồi. Mà có lẽ là tại vì đang coi như là ở Việt Nam gọi là cái đang bị thưa quý vị, chúng tôi không biết được bao giờ từ đó thì quyền sẽ trở lại để ổn định đường hành truyền. Có thoát được thì chúng ta đặt vấn đề như vậy. Chúng tôi xin được tiếp lời của tư vấn. Quan điểm rất là quen thuộc ở trong đời sống này. Một thứ mà gọi là hạnh phúc, hạnh phúc thật sự ở thực tế gần gũi con người, đó là ăn uống. Mình có tiền thì người ta nói rằng ăn ngon và mặc đẹp là hai thứ hạnh phúc. Và khi mà mình nói đến ăn ngon thì quý vị khi mình nói ăn ngon thì dĩ nhiên nó là một thứ hưởng thụ trong cuộc sống này. Nhưng khi được hỏi rằng được hỏi là ai trong cuộc đời này mà không có hưởng thụ cái chuyện ăn uống đó, thì Đức Phật này ngài không nói là ai. Ngài đơn giản ngài chỉ nói một điều nhắc tất cả chúng ta rằng là có một thứ thức ăn rất là tế nhị, và thức ăn đó nó khiến cho chúng được chia phần đời này và chia phần đời sau. Cái thức ăn đó trong kinh Phật đó là cái phúc nghiệp, ở trong này nó là phước nở sự duy trì. Chúng ta hiểu phước ở một ý nghĩa nào đó thì tương tự như là cái cây mà có được phân được nước. Chúng tôi sống ở đại Houston ở chùa Pháp Luân đó, quý vị. Có một điều rất là đồng là khi mà trời nắng mà chỉ cần thiếu nước một hai ngày là có rất nhiều cây nó héo liền, là phải tưới nước từ hàng tháng ra tiền nước rất là nhiều. Cái cây mà nó nhờ những cái dinh dưỡng như là phân là đất là nước thế nào đó thì đời sống của người chúng ta cũng cần đến như vậy, rất cần, chúng ta cần rất cần cái phước. Mà nói đến điều này thì nếu phước là một thứ dinh dưỡng, phước là một thứ dưỡng tố,
xuất là một phần của cái mà Đạo Phật gọi là tư niệm thực đó, thì chúng ta phải biết tạo phước công đức là bố thí cho ra. Và ở đây nói đến sự bố thí đó thì lại đi với hai cái nhân tố mà đằng sau sự bố thí, đó là cái tính cách xả tài. Xả tài đôi khi chúng ta gọi là cha gác, tức là nhất định cái lòng bổn sản. Cái gì các mình có, mình sẵn sàng chia với người khác. Có những người chỉ muốn thâu góp, tôm góp hết cho mình thôi, mà không muốn cho ra, thì cái đó gọi là bổn sản. Hay là ở trong cái bản dịch tiếng Hán thường dùng chữ sang tham, nhưng mà chúng tôi ít có dùng chữ sang tham, bởi vì mặc dù chữ sang tham trong tiếng Hán người ta bổn sản, nhưng mà vì người ta không quen á, người ta tưởng tôi sang tham là một thứ tham lam, không phải. Sang tham là bổn sản. Thì thứ nhất là phải diệt trừ lòng bổn sản, và thứ hai là phải cho bằng cái tâm thanh tịnh. Bên cạnh cái niềm tin, mình có niềm tin tưởng, tin còn cái gì mình làm rồi, nhưng mà cái tâm mình phải thực sự là thanh tịnh, tâm mình thực sự là không có phiền não. Chúng tôi lấy ví dụ là mình cho ai một cái gì đó mà trong lòng tiếc nuối, mình cho ai cái gì đó mà cầu danh cầu lợi, mình cho ai cái gì đó mà mình luôn luôn là nghĩ điều này nghĩ điều kia, thì tâm nhiều càng nhiều cấu uế thì càng khó. Nên Đức Phật kể cho chúng ta hiểu được về một cái sự hưởng thụ. Hưởng thụ đó là phước. Cái phước thì nó lớn lắm. Chúng tôi lấy cái ví dụ là người mà ở xứ nghèo đó, họ chỉ tranh giành cái miếng ăn thôi. Nên đó miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lụn gan trên đầu. Nhưng cái người có hiểu biết thì không có tranh giật, không có lo tranh miếng ăn, mà là làm sao nghĩ cách sao làm ra tiền. Thì có tiền không phải chỉ có thức ăn không, mà có tiền có bao nhiêu tiện nghi, có bao nhiêu thứ khác. Đây là điểm rất là ý nghĩa hay là quan trọng. Thì cái người bình thường đó, họ chỉ nghĩ đến ẩm thực, họ chỉ nghĩ đến ăn uống, nghĩ đến hưởng thụ. Nhưng một người mà có trí, mà người biết Phật pháp á, và người mà hiểu lời Phật dạy đó, thì chúng ta còn đi xa hơn nữa, là chúng ta biết là cái mà làm chúng ta hạnh phúc một cách toàn diện lớn ở thế gian này không phải chỉ là ăn uống, mà chính là phước báo. Và phước báo nó đến từ cái chuyện xả tài, nó đến từ cái chuyện bố thí, nó đến từ cái sự biết cho với niềm tin, cho một cái nội tâm thanh tịnh. Về điểm này thì thật ra đó là những điểm rất là căn bản. Bởi vì sao vậy? Không có cái tâm nào mà quý nhiệm mà tạo công đức hết. Chỉ có cái tâm thanh tịnh mới tạo cái phước báo. Chúng tôi đã gặp rất là nhiều người họ sẵn sàng bỏ tiền ra để cho những bữa cơm cho những người vô gia cư. Họ sẵn sàng làm phước chỗ này chỗ kia, mà mấy cái chuyện mà họ làm phước đó họ có thể giữ riêng họ, họ hưởng thụ, nhưng họ vẫn chia cho người khác. Mỗi lần chúng tôi thấy những người làm như vậy đó, thì chúng tôi nhớ những bài kinh như giống như vậy, là Đức Phật đã dạy rằng đó là những người thật sự biết cái gì nên tích tập, biết cái gì nên gìn giữ cho cuộc sống. Không phải đời này mà còn đời nữa. Để thỉnh Chư Tăng Quan Hỷ giúp cho cái phần thảo luận một hai câu đầu, và xong chúng tôi sẽ trở lại với quý vị. Không biết là Chư Tăng đang có mặt trong room Bạch Chư Tăng từ siêu thì có mặt ở trường Chư Tổ Quan Hỷ trả lời cho câu số 1, rồi sau đó sẽ thỉnh Chư Tăng giúp những câu kế. Bạch Chư Tăng từ siêu Chư Tổ có mặt ở trước máy, và Chư Tổ có nghe được không? Chắc từ toàn thầy sư không nghe được. Thượng tọa Pháp Tăng ơi, toàn có nghe được không? Dạ, xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Quan Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Đại đức từ khi Quan Hỷ post lên câu thảo luận số 1 giùm đi. Dạ. Từ đó Pháp Tăng
là có những người họ bố thí, nhưng mà cái bố thí đó chỉ tăng lên trưởng lòng tham, cái bố thí không giảm trưởng lòng tham, có phải vậy không? À, xin cái tỉnh xin cộng. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng cầm mic trở lại. Dạ thưa Thượng tọa Pháp Đăng có trước máy không ạ? Dạ, xin quý vị chờ trong giây lá. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Đã rời khỏi rừng nên chúng tôi có thể chia sẻ cho quý vị qua câu vụ thảo luận một. Từ nãy giờ chúng tôi không có nghe rõ, nó cứ mất tiếng. Bây giờ thì thấy có câu thảo luận đưa lên, kính thưa quý vị, phải chăng có những người bố thí
nhưng mà làm tăng trưởng lòng tham chứ không có giảm thiểu có quế. Trường hợp này có thưa quý vị, bởi vì các nguyên nhân bố thí nó có nhiều. Chứ không phải chỉ có là xả tài đơn thuần là như vậy. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật Ngài có dạy về những cái nguyên nhân bố thí. Có người họ bố thí vì một cái truyền thống, thí dụ như ở trong gia đình từ trước đến giờ cha mẹ đã có cái truyền thống là hay bố thí. Sau khi cha mẹ qua đời thì người đó nghĩ rằng ta không nên làm mất truyền thống gia đình đã lâu đời, vì vậy nên bố thí. Đó là nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai, có người bố thí nghĩ rằng khi ta bố thí thân bại mạng chung sẽ sanh lên thiện thú của trời, vậy cho nên bố thí. Có người nghĩ rằng khi ta bố thí tâm được trong sạch do hân hoan nên hoan hỷ phát sanh, vì vậy cho nên bố thí. Có người bố thí mục đích là để làm cái vật trang sức cho tông Chitta Lăng Kara, làm tư vụ cho tông Chitta Parikara nên bố thí. Có người bố thí do thương mà cho, có người bố thí do ghét mà cho, có người bố thí do mê lầm mà cho, có người bố thí do sợ mà cho. Thì ở đây trong tám cái nguyên nhân bố thí này thì khi bố thí nghĩ rằng sẽ được sanh lên cõi trời, sẽ có đầy đủ thiên lạc vân vân, thì như vậy bố thí cách đó là tăng trưởng lục tham chứ không phải giảm thiểu cái sự cố quế. Hay là người bố thí và nghĩ rằng mình bố thí
sẽ có cái niềm vui như là được mọi người quý trọng hay là những được người khác biết đến chẳng hạn, thì bố thí đó là tăng trưởng cái lòng tham. Còn bố thí mà do bốn cái pháp thi vị là do thương mà bố thí, cái này nó cũng không phải là tốt. Do ghét mà bố thí, thí dụ như người ta đến người ta xin mình bận quá cho nó để nó đi cho rồi, người ghét mà bố thí. Còn si mê, vì si mê và bố thí như là có người họ không hiểu, không biết gì, thấy người ta làm thì làm như vậy thôi. Như vậy là do si mê và bố thí. Còn có người bố thí vì sợ, thấy những người có quyền lực, nếu mà mình không có cho biếu tặng họ cái này cái kia đó thì có thể là họ làm hại đến mình, sợ như vậy cho nên mới đem cho. Cái này cũng không phải là bố thí tốt. Trong tám cái nguyên nhân bố thí đó thì chỉ có một cái sự bố thí mà làm giảm thiểu cái quế, đó là người mà có khuynh hướng Bồ Tát. Nghĩ rằng cuộc sống này là khổ và chúng sanh vì do có quế sang tham, tức là sự bổn sẻn, mà làm cho họ đau khổ lâu dài, nhất là cái sự sang tham bổn sẻn đó nó không làm cho người đạt đến cái sự giải thoát nhanh chóng được. Vì vậy cho nên người này mới nghĩ rằng như vậy mình hãy làm tư cụ cho tâm, tư cụ tức là vật phụ tùng, chúng ta gọi là barikhara, giống như vật phụ tùng. Mặc dù cái sự giải thoát ấy, là do cái trí tuệ, nhưng mà người mà có trí tuệ muốn đạt đến sự giải thoát thì tâm của người đó phải có cái sự chuẩn bị sẵn sàng. Cái sự chuẩn bị sẵn sàng đó tức là đã thuần thục tẩy rửa cái sự cố quế của nội tâm, trong đó có cái bố thí ba la mật, có cái điều bố thí ba la mật. Thì như vậy người này khi mà làm công đức gì, làm phước gì, bố thí cho ai, người này đều nghĩ rằng cái này là trang điểm cho tâm, là tư cụ cho tâm, để trong tương lai sẽ chứng được đạo quả giải thoát. Thì đối với người đó bố thí như vậy mới gọi là bố thí để giảm thiểu công quế. Còn tất cả các sự bố thí khác thì đó làm tăng trưởng cho tâm, tăng trưởng cái lòng tham thôi. Và ở trong Thanh Tịnh Đạo cũng có đề cập đến cái thiện pháp như bố thí trì giới vân vân, thì nó chia ra làm ba. Bây giờ chúng ta đang nói cái việc bố thí thì chúng ta nói bố thí bậc hạ đó, là người bố thí vì một cái mục đích tầm thường. Thí dụ như họ
do họ muốn được danh mà bố thí, muốn lấy lợi câu lợi mà bố thí, hoặc là họ bố thí ít nhưng mà họ mong muốn có nhiều, họ muốn thành tựu được cái thành lợi lớn, tài sản lớn, cho nên họ bố thí. Thì với nghĩ như vậy đó, cho nên người này làm việc bố thí, bố thí đó là bị phiền não nó chi phối, cho nên gọi là bố thí bực bực hạ. Cái này tăng trưởng cho lòng tham. Còn muốn bực trung á, tức là người này tinh lý nhân quả, nghĩ rằng trong dòng sanh tử luân hồi, nếu mà chưa đạt được cái sự giải thoát thì nhờ cái sự bố thí này mà mình sanh ra đầy đủ vật thực hay là đầy đủ tài sản để mình chi dụng, không có bị cái khổ luân hồi là đối khác. Người này bố thí với cái mục đích như vậy, mặc dù có khá hơn cái người hạng người bố thí vì danh vì lợi, nhưng mà họ cũng còn mong cầu cái phước hữu lậu. Như vậy gọi là bố thí bậc trung. Còn bố thí bậc thượng là cái sự bố thí của hạng Bồ Tát, là bố thí xả tài để dứt trừ cái sự quấy nhiễm của nội tâm, là cái sự sang thăm bổn sẻ. Thì đó là bố thí bậc thượng. Thì đó là những điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Chúng tôi thì không biết nói văn qua bóng bảy gì, chúng tôi chỉ đem những cái chi pháp ở trong kinh điển ra mà nói thôi. Phật tử nào có nghe được, có hiểu được thì quý vị cứ theo đó mà thực hành trên nó tốt. Nam mô Phật thầy. Chúng con xin nghe tri ân ngài thỉnh tọa Tề Siêu. Bây giờ thì con thỉnh ngài Tề Siêu trả lời thêm câu nữa rồi thỉnh ngài đi nghỉ. Còn lại mấy câu thì chư tăng ở trong lớp học sẽ thay phiên nhau trả lời. Cái câu số 2 là: theo cái quan niệm bố thí là thiện hành thấp kém so với trì giới và tu thiền, cái quan niệm này có hợp với Phật pháp không? Dạ, thỉnh ngài thượng tọa trả lời cho câu thảo luận số 2, thêm câu thảo luận số 2. Dạ. Đức Bồ Tát thầy chưa? Kính trường thượng tọa Pháp Đăng, chúng tôi xin được trả lời thêm một câu nữa, rồi sau đó xin thỉnh chư tăng quan hỷ giúp cho những cái câu thảo luận còn lại. Lúc này chúng tôi hay bị mất ngủ ban đêm. Nếu mà đầu hôm mà chúng tôi làm việc khuya quá thì nó thức luôn cho tới sáng. Cho nên xin chư tăng cũng hoan hỷ. Câu thảo luận số 2 nói rằng, hỏi rằng có cái quan niệm bố thí là thiện pháp, là thiện hành thấp kém. So với trì giới và tu thiền, quan niệm này có hợp với Phật pháp không? Thì ở đây thưa quý vị, nếu như một người
đi vào Phật pháp hay là một vị xuất gia đó, sau khi xuất gia xong thì cứ thích thú trong cái chuyện tổ chức đoàn hành hương hay là tổ chức ra cái đoàn từ thiện đi bố thí chẩn bần ở cái vùng sâu vùng xa, chỗ này chỗ kia, quanh năm suốt tháng cứ làm cái công việc đó. Nhưng mà vị đó không có chú trọng đến cái vấn đề giữ giới của bậc xuất gia, cũng không có chú trọng đến cái việc tu thiền, thì như vậy mới được xem như là vị đó có cái hành thiền. Vị đó không biết cái thiện pháp nào nặng nhẹ, bởi vì Đức Phật Ngài cũng có dạy, khi mà làm, vị tỳ kheo làm cái thiện pháp này, vị đó cần phải suy xét để biết được ta chưa có đạt được cái cốt lõi, cái lỗi cây của chánh pháp, chỉ mới có tới chừng này, còn những chuyện cần phải làm hơn nữa. Và cứ như vậy đó thì vị này mới có cái sự tiến bộ được. Còn đời sống cứ nghĩ rằng chỉ là mỗi một chuyện là đi bố thí, là việc từ thiện, vậy là đủ rồi, thì như vậy người đó đã hiểu sai. Người đó đã hiểu sai với cái mục tiêu của giáo pháp. Nó không có hợp với Phật pháp. Còn nếu như trường hợp một người mà chê cái thiện hành bố thí là thấp, rồi không làm, chỉ lo giữ giới và tu thiền thôi, thì như vậy vị này có cái sự khiếm khuyết ở trong thiện pháp. Vì sao vậy? Trong những câu quế của tâm đó, trong đó có cái gọi là Isamacharya, tức là ganh tị và bổn sẻn. Nếu một người không có cái tâm xả tài thì người đó gọi là có tâm bổn sẻn, biết nhận vào nhưng mà không biết xuất ra, biết nhận nhưng mà không biết cho. Người đó cũng giống như là cái giếng nước mà bị đóng đậy nắp lại, không cho những người dân làng, bà con nói sớm đi đến múc nước và xài, họ đậy nắp giếng lại. Thì như vậy lâu ngày do thời gian đất ở trong thành giếng nó bị lở hay là bị đóng rong, nó lắp lại các cái mội từ dưới đáy hay là bên hông, và nó giữ cái mực nước chừng đó thôi, lâu ngày nó sẽ trở nên tù động và dơ bẩn, tức là cái nước đó nên bị ô nhiễm.
còn một người gọi là một cái giếng nước, nếu mà cho người khác xài, khi người khác xài cạn đó thưa quý vị, thì các cái mỗi nước nó tuôn trào ra, nó đổ đầy trở lại, và cứ như thế đó thì nó khai thông các cái mỗi nước, và giếng nước đó lúc nào cũng là nước sạch, nước trong, nước mới. Ví dụ về cái giếng nước được cho và không cho người khác xài, thì chúng ta thấy hai cái sự kiện đó ví dụ giống như là cái sự bố thí. Một người biết nhận vào nhưng mà không biết cho ra, thì họ giống như cái giếng bị tụ động, không cho người khác xài vậy đó. Thì như vậy dù cho người đó có tu tập giữ giới, có thiền định, có giữ giới họ sanh về cõi trời, nhưng mà vì không có pháp bố thí, cho nên khi sanh lên là một vị trời, một vị thiên, mặc dù họ có cái tuổi thọ, có hào quang sáng, nhưng mà họ lại thiếu thiên lạc để hưởng thụ. Họ thiếu thiên lạc hưởng thụ. Hoặc là khi sanh làm người, thì người đó họ được cái thân khỏe mạnh, được dung sắc do nhờ cái quả của sự bố thí. Nhưng mà người này lại nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, vân vân. Thì như vậy cũng khổ. Và ở trong kinh nói rằng đệ tử của Đức Phật khi mà xuất gia đó, một vị có tu tập nhưng mà không có quả của cái sự bố thí được, thì người này cho dù có thể chứng được quả vị A-la-hán, nhưng mà chính do thiếu cái phước bố thí, cho nên vị này mặc dù được đạt đến cái quả vị tối thượng là đoạn lậu, nhưng mà vị đó sẽ không được mời thỉnh để nhận cái sự cúng dường về thực phẩm, về y phục dầu dào, mà vị này phải sống trong cái sự thiếu thốn, nghèo khổ. Cho nên cái pháp bố thí Đức Phật Ngài cũng thường khen ngợi, cũng thường: này các tỳ kheo, nếu chúng sanh mà biết được cái lợi ích của cái sự bố thí, thì người đó họ sẽ sẵn sàng, sẽ hoan hỷ để chia sẻ những gì mình đã có. Rồi Ngài mới bắt đầu kể lại cái quy lực của Ngài trong khi còn sanh tử luân hồi, và cái quy lực ngay trong kiếp hiện tại của Ngài quý vị nhờ cái pháp bố thí mà có được cái đó. Cho nên thiện pháp nào cũng là thiện pháp, chỉ có điều là cái nào nên làm trước, cái nào nên làm sau, cái nào nên làm nhiều và cái nào nên làm vừa phải thôi. Thí dụ như 10 phần thì chúng ta tạo cái phước trí do cái sự tu thiền á, là chúng ta tạo 5 phần, bởi vì mục tiêu chúng ta là đạt đến sự giải thoát. 5 phần còn lại đó, thì 3 phần là chúng ta phải tạo cái phước đức. 3 phần phải tạo cái phước đức, tức là giữ giới. Bởi vì nhờ cái sự giữ giới ngăn ngừa các cái
ác hạnh vì thân, vì khẩu, vì ý. Cho nên đời sau chúng ta, trong dòng sanh tử luân hồi, chúng ta không bị quả, không bị tai họa, không bị tai ương, không bị gặp cái cảnh éo le ngang trái, không phải cái thân bệnh hoạn tàn tật, hay là chết yểu vân vân. Đó là do nhờ chúng ta tạo cái phước đức dự giới. Nhưng mà chúng ta cũng phải hai phần là việc phước vật, tức là chúng bố thí, để khi mà chúng ta có dung rủi luân hồi, nói thậm chí chúng ta có lỡ sanh làm con chó, con mèo cũng là thú cưng, mà người ta nuôi trong nhà, ta cho ăn uống đầy đủ, chứ không đến nỗi là phải bị chết đói. Còn khi chúng ta sanh ra làm người thì chúng ta cũng có tài sản để mà chúng ta chi dụng, nuôi cha, nuôi mẹ, hay nuôi bản thân, nuôi vợ con, nuôi chồng con, hay là chúng ta cũng thù tạc với bạn bè vân vân. Thì như vậy chúng ta cũng có, cho nên không có thiện pháp nào mà chúng ta khinh thường hết. Chỉ có điều là cách làm bố thí, cách giữ giới, cách chúng ta tu tập, cái cách nào cho nó đúng và cách nào cho nó được thanh tịnh, tinh lương, thù thắng, thì chúng ta làm theo cách đó. Bởi cái sự bố thí nếu mà người nào nói quan điểm rằng bố thí thiện hành thấp kém thì người đó đã phỉ báng Đức Phật. Vì hồi nãy cái ý nghĩa Phật cô mà chúng tôi nhắc cho quý vị, Đức Phật đã dạy trong kinh, nếu mà chúng sanh biết được cái lợi ích của sự bố thí thì người đó sẵn sàng để chia sẻ với người khác những gì mình đã có. Rồi Đức Phật ngài giải ngài nói lên cái quy lực của cái pháp bố thí. Cái điều này bậc chánh đẳng chánh giác ngài đã xác nhận thật sự như vậy, thì chúng ta nên biết rằng cái sự bố thí cũng không phải là một thiện pháp tầm thường, thưa quý vị. Bởi vì chúng sanh mà không có hành cái pháp bố thí đó thì người đó sẽ còn cái sự đau khổ lâu dài. A cô thê đá chi đê cô thăng a sa thung sa thích thú na chi đê các đê dăng đa đê ná. Sách chê đá a lê ca hoa đi năng. Không hận, thắng hận thù, lấy tốt, thắng không tốt, lấy thí, thắng bổn sẻn, lấy chân, thắng hư quỷ, tức là lấy chân thật, thắng giả dối. Thì ở trong kệ pháp cú Đức Phật đã dạy như vậy. Thì ở đây chúng ta phải biết rằng cái pháp bố thí cũng không phải là một cái thiện pháp mà chúng ta cho là thấp kém đâu. Chỉ có điều là chúng ta đừng có quá đặt nặng chỉ làm cái thiện đó mà bỏ quên đi cái thiện pháp trì giới và tu thiền. Chỉ vậy thôi. Còn nếu mà chúng ta đã có cái khuynh hướng là chúng ta tu tập giữ giới tốt đẹp, tu thiền tốt đẹp rồi, thỉnh thoảng thì chúng ta cũng nên xả tài những bố thí. Bởi vì cái đó nó làm trang điểm, làm cái vật trang điểm cho tâm citta alankara, và cái sự bố thí đó nó trở thành tư cụ cho tâm citta parikara. Rất cần, thưa quý vị. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua câu thảo luận số 2 như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng trở lại điều họp và xin thỉnh chư tăng. Sa thú lần thai, chúng con xin tri ân ngài Thượng Đại Siêu đã trả lời cho câu
thảo luận số 2. Bây giờ thì đúng ra thì có một người hỏi để mọi người trả lời. Chúng tôi cũng tự hỏi mình tự trả lời câu số 3 luôn quý vị. Câu thảo luận số 3 đó thì chúng ta lấy tạo phước thế nào để vừa túc phước vật mà cũng đầy đủ phước trí. Tạo phước như thế nào? Thì chúng ta biết rằng á, bởi vậy nếu mà chúng ta nhìn vào cái đoạn thực xúc thực tư niệm thực á, cái tư niệm thực á, thì chúng ta thấy rằng á, tám cái tâm thiện dục giới tịnh hảo hợp trí đó, nó cho ra tám cái tâm quả. Nên tám cái tâm thiện dục giới hợp trí đó, nó thuộc về tư niệm thực ở trong dục giới. Tư niệm thực là có nghĩa là nghiệp thiện ở trong dục giới, thì nó sẽ cho ra cái tám cái tâm đại quả, mình gọi là thức thực, tức đi tái sanh. Như vậy á, thì nếu mà chúng ta là người Phật tử đó, thì chúng ta nghĩ rằng tạo phước như thế nào để vừa túc phước vật mà cũng vừa đầy đủ phước trí. Thì chúng ta thấy rằng á, nếu mà cái tâm thiện hợp trí đó mà bố thí đó, thì chúng ta nghĩ rằng các cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác đó làm cái bậc làm cái pháp bố thí ba la mật bậc thượng đó, thì các ngài cũng làm bằng cái tâm thiện hợp trí. Các vị độc giác Phật hay là tinh văn thượng thủ đó làm cái việc mà bố thí bậc trung để thành tinh văn thượng thủ hay độc giác Phật đó, cũng phải bố thí bằng cái tâm thiện hợp trí. Và chúng ta cũng biết rằng nếu một vị mà tinh văn thường đó bố thí bậc hạ đó để ba la mật để trở thành một vị tinh văn thường đó, mà chúng ta gọi là a la hán thường đó, thì vị này cũng phải tạo cái phước trí bằng tám cái tâm thiện giới hợp trí để làm gọi là tư niệm thực. Vì tư niệm thực này đó thì chúng ta thấy rằng cái sở hữu tư nó hợp trong tâm thiện giới hợp trí, thì nó tạo cái tâm quả tương ứng với cái tâm thiện. Nếu mình tạo tâm thiện hợp trí hữu trợ hay là thọ hỷ thọ xã đó, thì nó cũng có cái tâm quả tương ứng với cái tâm thiện này. Nên khi mà chúng ta tin chắc là một cái người tạo nghiệp thiện, cái tư nghiệp thiện đó, thì cho ra cái tức nghiệp thiện như tái sanh vào cái cõi trời, tùy theo cái thiện nghiệp công đức đó với cái trí hợp như thế nào. Như vậy thì chúng ta thấy, nói như vậy đó thì chúng ta thấy rằng những cái việc thiện mà bố thí đó, cũng như là công chúa Quynh Đá mà hỏi Đức Phật á, những cái vị tỳ khưu đó tập giống nhau, như một người có bố thí, một người không bố thí, thì Đức Phật này trả lời rằng nếu người đó sanh lại trong cái hội chúng đó, thì có cái người đó cái cỡ hội chúng nó thù thắng. Giống như ngài Siêu Quá Lý, ngài sanh trong cái hội chúng đó thì là luôn luôn lúc nào cũng có vật thật hết. Nếu mà sanh trong gia đình nào đó thì gia đình đó cũng đầy đủ vật thật. Và mà vị đó có mặt ở trong cái đạo tràng nào đó, thì cái đạo tràng nó được no ấm. Và vị đó sanh lại như vậy, nếu mà sanh lên cõi chư thiên đó, vị đó cũng có thiên chúng thù thắng. Rồi cuối cùng thì hỏi đến chứng đắc niết bàn, một cái người bón có bố thí hoặc người không có bố thí thì Đức Phật nó không khác nhau, bởi vì cũng như là phước trí vậy đó, để chứng đắc đạo quả thì nó chứng đắc giống nhau thôi, nó không còn ảnh hưởng đến phước vật nữa. Nhưng mà nếu mà luân hồi sanh tử quanh lại đó, lên xuống đó, thì cái tư nghiệp thực, cái tư niệm thực này đó là cái thiện quả mà mình làm, cái thiện nghiệp mà mình làm, nó có hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp đó, nó có thể cho mình nhiều kiếp luôn, nhiều kiếp cho đến lúc mình giác ngộ giải thoát luôn. Ví dụ chúng ta nghe Đức Phật á, ngài kể lại một cái câu chuyện rất lâu đó, là kiếp đó ngài làm người tỳ phu đó, ngài vô trong rừng múc ngài uống, năm đó hạn hán, thì một bầy khỉ nó thấy ngài múc nước ngài uống đó, nó khát nước, nó rất là thèm thuồng và nó biểu lộ cái sự muốn uống, và ngài bố thí cho bầy khỉ đó thùng nước đó uống. Và sau này quý vị nghe đó là ngài tới, ngài đi Kusinara đó, mà ngài cắt nước đó, mà nó múc nước đục đó, thành nước trong đó, thì Đức Phật ngài nói rằng do cái thiện nghiệp từ kiếp ngài làm người tiều phu bố thí cùng nước cho con khỉ,
bây giờ nước đục mà thành trong. Và tại sao ngài khát nước ở chỗ này cũng là một cái nghiệp. Ngài kể lại cái kiếp đó là ngài làm người, người trong nhà có bò và đi chăn bò, một con bò quý, giống quý. Nó khát nước nó uống, nhưng mà nó uống ngay dũng nước đục. Ngài kéo cái lỗ mũi nó lên, ngài không cho nó uống. Do cái nghiệp đó bây giờ ngài đi tới Kusinara mà ngài khát nước đó. Ngài kêu tôn giả Ananda múc nước. Tôn giả Ananda thấy 500 cỗ xe vừa chạy qua nước đục như vậy đó. Mới nói Đức Phật đi lên trên đó đi, đi lên trên đó. Đức Phật nói đi xa lắm rồi, giờ khát lắm rồi, nước nó chảy vậy, nhưng múc nước đi. Thì khi Đức Phật nói như vậy thì tôn giả Ananda đi múc nước thì nước đục thành trong. Đức Phật kể lại cái nghiệp mà cái kiếp mà ngài làm, làm cái người tiều phu bố thí cùng nước cho thị uống. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tư nghiệp thiện, cái tư niệm thực là một cái nghiệp mà nó có khả năng là cho hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp. Như vậy thì cái thức thực là nó tương ứng với cái tư niệm thực. Nếu mà cái thức thực thiện hợp trí đó cho ra cái quả thức sanh, mình gọi là 19 cái quả thức đi tái sanh, trong đó có 8 cái quả thức dục giới tịnh hảo, 9 cái quả thức đáo đại là thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, và 2 cái quả thức thẩm tấn thiện thiện đó đi tái sanh vào làm người lạc vô nhân. Cái thẩm tấn thiện, bất thiện nó cho sanh vào người người khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy là chính tính lại cái 19 cái quả thức này đó đi tái sanh trong 3 cõi dục giới, sắc với giới, vô sắc giới. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái đoàn thực á, như vậy thì tạo cái phước á, để chúng ta sanh để làm người mà chúng ta có đồ ăn á, thì cái phước đó phải nói là đoàn thực cho người và chư thiên. Bởi vì chúng ta thấy người á, thì mình có phước mà làm vua chúa thì có người nấu nướng đồ ăn cho mình ăn. Nếu mình sanh làm chư thiên đó, thì cái phước đó, đó cái đoàn thực đó là do cái phước, do cái vật thực chư thiên mà mình có mình ăn, mình không cần phải nấu nướng. Còn nếu làm người, làm trưởng giả, hay là chúng ta nghe mấy cái quàng thân mà nói một người nói đồ ăn trong mâm, trong tô, trong đĩa ụp lại, một người nói đồ ăn trong cái mâm ụp lại, cái lòng bạc ụp lại, một người thì nói trong cái nồi nấu, một người nói trong kho đó. Thì chúng ta nghe bốn vị hoàng thân mà nói, khi mà ai hỏi thì nó nói rằng đồ ăn hỏi ở đâu, thì nó nói rằng trong cái nồi, người thì nói trong cái tủ, một người nói trong nồi chảo, một người thì nói trong cái lòng bàn cộp lại. Nhưng mà Đức Phật này xác định rằng vị này có cái vật thực, lúc nào muốn ăn đó, người ta đều dọn lên sẵn trên bàn, chỉ có đi về dở ra ăn thôi, chứ không có biết cái đồ ăn phải nấu nước này kia nữa. Thì như vậy đó, nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái người tạo phước như thế nào để túc phước vật và đầy đủ phước trí. Mình tạo phước đó, thì chắc chắn mình có một điều như vậy nè. Mình hãy làm phước vật, cúng dường bố thí đến chư tăng, mong chứng đắc đạo quả niết bàn. Thì nói như vậy để quý vị thấy rằng khi mà cái tư niệm thực đó, mà có trí đó để chứng ngộ niết bàn đó, thì tạo ra cái quả thức cũng có trí, mình chúng ta gọi là người tục sinh tam nhân á, cái tâm quả hợp trí nó gọi là trí tục sinh, thì cái người này chứng thiền, chứng đắc đạo quả được. Như vậy á, thì nói theo cái nhân quả rõ ràng đó, thì chúng ta hãy tạo cái phước vật mà có trí, có nghĩa là chúng ta cúng dường đến tăng chúng, đại thí, các cái cách đại thí mà chúng ta cúng dường. Như vậy á, chúng ta nghĩ rằng chư tăng á, là những cái vị mà hành theo lời dạy của Đức Phật để hóa độ chúng sanh, giác ngộ giải thoát. Chư tăng là người đang đắc đạo quả, đã đắc đạo quả và sẽ đắc đạo quả. Hộ trì chư tăng bảo để chư tăng hoằng pháp lợi sinh. Mà Đức Phật nói rằng bố thí pháp là bố thí cúng dường cho những cái vị thuyết pháp giảng đạo, nên gọi là bố thí cho vị bố thí pháp. Thì chúng ta cũng nghe những câu chuyện nhiều rồi, nhưng mà chúng ta hiểu tại sao gọi là có trí. Thì cái trí này á, nếu mà chúng ta thấy như tôn giả Ananda trong quá khứ đó, mà cúng dường cho cái vị tỳ khưu đó đó, nguyện sau này thông minh có trí đó, là vị tỳ khưu này mỗi lần mà đi bát á, thì đi bát ăn á, thì không có giờ, không có đụng giờ, không có đủ giờ học. Có nghĩa là bữa nào mà vị này đi bát ăn á, thì ăn no nhưng mà không học được đủ. Nên cái
cái vị trưởng giả này mới nghe cái tâm sự của vị tỳ khưu này mới nói rằng thôi thì ngài cứ cứ học đi, là tới giờ ngài tới đây là có ăn thôi. Và tôi nguyện cái phước đó đó, 11 tôi học tôi nghe đâu tôi hiểu đó. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy rằng cái vị trưởng giả trong quá khứ là Tông giả Nanh Đa đó cúng dường cho cái vị tỳ khưu này. Nếu mà bữa nào mà đi tìm bậc thực thì không được học, mà bữa nào học thì bị đói. Nên mới phát tâm nguyện là vị này cứ học đi, tới giờ tới để ăn. Nên nó do cái phước đó mà sau này vị này có cái thông minh. Như vậy rõ ràng chúng ta cũng không có mơ hồ với ai nói, mà chúng ta hiểu rằng tâm thiện hợp trí. Tâm thiện hợp trí thì tạo ra tâm quả hợp trí, tục sinh làm người tam nhân. Nếu một người nào nghĩ rằng con muốn chứng thiền thì mình cứ bố thí nguyện con chứng được cái pháp thượng nhân thần thông, là thần thông đó với thiền định đó, thì mình nguyện như vậy. Nhưng mà có thể là mình phải hiểu rằng thượng nhân thần thông đó nó chỉ có thể là phàm nhân đắc được thiền thần thông như là Tôn giả Đê Qua Đắc Tá, nhưng mà chưa hẳn là đoạn trừ phiền não. Còn nếu mà chúng ta nói rõ ràng là con nguyện cúng dường cái này để đắc được đạo quả lục thông như là Tôn giả Mục Kiền Liên, thì chúng ta cũng thấy rõ ràng đó, ngài Mục Kiền Liên trong quá khứ đó, ngài nghe ngài Xá Lợi Phất là đạo sĩ Na Lá Đá đó kể lại và đánh đã cúng dường Đức Phật bông hoa đứng hầu tầm lộng suốt 7 ngày đó, tôi nguyện trở thành đệ nhất về trí tuệ. Thì lúc bấy giờ Tôn giả về nói lại với cái người bạn của mình còn ở đời cư sĩ đó, thì lúc bấy giờ nó là ngày anh Tôn giả Nanh Đá Nanh Đá đó mới nói với Tôn giả là vị trưởng giả ngày Mục Kiền Liên đó, thì nói ngày Mục Kiền Liên cúng dường được Phật 7 ngày và phát nguyện trở thành đệ nhất về lục thông. Thì Tôn giả Mục Kiền Liên đó lúc bấy giờ là vị trưởng giả đã phát tâm cúng dường Đức Phật 7 bữa và phát nguyện trở thành đệ nhất về lục thông, là cánh tay trái của Đức Phật trong quá khứ. Thì rõ ràng như vậy đó, chúng ta thấy rằng một cái người mà bố thí đó có tư, mà tư của mình là cái tư nào, cái tư này là cái tư dục giới đó, thì cho mình sanh về 7 cõi dục giới, mình hưởng cõi trời người. Nhưng mà cái tư này đó, để chứng thiền đó, thì sau này mình tục sinh cái tâm quả hợp trí đó, mình sẽ chứng thiền. Và nếu cái tư này đó để chứng đắc đạo quả đó, chấm dứt luân hồi đó, thì cái tư này nó sẽ làm cho mình có nghĩa là chứng ngộ được Niết Bàn. Chúng tôi cũng nói quý vị, và chúng tôi cũng muốn nói cho quý vị nghe câu chuyện của trưởng giả Chô Tí Cá đó. Trong quá khứ, trưởng giả Chô Tí Cá tự tay cúng dường cây mía cho Đức Phật Độc Giác. Xong Đức Phật Độc Giác thọ dụng cây mía xong rồi, thì cái vị này thấy hoan hỷ quá đi, mới đem cây mía của người anh của mình đem cúng dường cho Đức Phật Độc Giác. Và Đức Phật Độc Giác lúc bây giờ muốn làm cho cái vị cư sĩ này hoan hỷ, nên mới dùng nước mía thì về chia cho 500 vị Phật Độc Giác. Thì cái vị này phát sanh cái tỷ lạc khi mà thấy được Đức Phật Độc Giác dùng cái thần thông cho mình thấy cái nước mía của mình đem về chia cho 500 vị Phật Độc Giác. Nên lúc bây giờ đó là cái vị cư sĩ này đi về quá hoan hỷ đi, vui vẻ. Nhưng mà về nhà đó thì cái người anh hỏi em đi vô ruộng mía sao lại không đi về tay không, thì cái người em mới nói rằng em không phải đi về tay không, em đem về với 2 cây mía, nhưng mà đã thấy một cái vị sa môn kích thực, em đã cúng dường cây mía đó, thì em cúng dường rồi, em quan nghĩ của em cúng dường cây mía của anh luôn, bây giờ anh muốn phước hay là muốn muốn được cái hạnh phúc gì. Thì khi mà nghe cái người em kể lại cái mục kích cái câu chuyện đó đó, thì cái người anh mới nói rằng anh không có cầu nhân thiên gì hết, cái người em á, là cầu trở thành đệ nhất về trưởng giả, có nghĩa là người giàu nhất trong cái thời đó, sau này làm thành là trưởng giả Chô Tí Cá. Còn cái người anh á, thì chỉ nguyện chứng ngộ Niết Bàn thôi, nên cái người anh đã thành tựu một bậc A-la-hán ở trong thời kỳ của Đức Phật Ca-sa-pa trước Đức Phật Gotama. Thì cái câu chuyện này kể lại rất là rõ ràng như vậy, nên chúng ta mới nói rằng nhé, tại sao mà nói rằng cái người anh á, không có tự tay cúng dường, cái người em tự tay cúng dường, như cái người anh nguyện như vậy tại sao cũng vẫn thành tựu. Thì chúng ta nghe rõ ràng là khi người ta nói cây mía của mình đem cúng dường thì mình cũng, cái là cái người khác cúng cũng là thân khẩu ý thôi, đúng không?
à, cũng thân khẩu ý trọn lành thôi. Và khi mà nghe như vậy á, thấy những vị Phật độc giác, giác ngộ giải thoát á, thì cái vị cư sĩ anh này đó mới nghĩ rằng muốn giác ngộ giải thoát thôi, chứ không có muốn gì hết. À, thì rõ ràng trong cái câu chuyện này kể lại là trưởng giả Chô Tí Cá Chiếp này cũng đắc quả A-la-hán, mà cũng trở thành đệ nhất trưởng giả, có nghĩa là lúc bây giờ giàu có. Nên đó, quý vị thấy trưởng giả Chô Tí Cá đó là khi mà sanh ra đó, cung điện sanh trong đất, rồi cái người phụ nữ mà làm vợ đó, không có người nào phụ nữ nào có phước để làm vợ cho cái vị này hết. Chư thiên mới đem cái người phụ nữ từ Bắc Lu Châu qua để làm vợ của vị này. Và có ba cái món bỏ bới, một cái nồi á, bỏ vô gạo nấu bao nhiêu người ăn cũng cũng không hết. À, một cái cặp ly á, thì đổ rượu vô thì nó phát ra ngũ âm. À, một cái cục ngọc á, làm chiếu sáng ngày đêm, không có loại độc trùng, không có một tà khí nào mà xâm nhiễm vô hết. Đó là ba cái món bổ bối mà cái cô ở bên Bắc Cô Lưu Châu, cô tiên nữ Bắc Cô Lưu Châu làm vợ của công tử Chô Tí Cá. Thì nói như vậy để quý vị thấy rằng cái mà làm thiện đó, chúng ta tùy cái trí của chúng ta thôi. À, cái trí của chúng ta như thế nào, chúng ta nghe pháp hiểu biết thì chúng ta nhàm chán luân hồi, chúng ta bố thí để chứng ngộ niết bàn. Như vậy là cái trí đó nó cho ra cái tâm quả hợp trí để mốt chúng ta tu thiền dễ. À, chúng ta thích tu thiền và chúng ta vì nguyện như vậy á, nên mình nó gọi là ước nguyện dẫn dắt chúng sanh là vậy đó. Quý vị hiểu không? Ước nguyện dẫn dắt chúng sanh là khi mình nghe Phật pháp mình hiểu tới đâu. Còn bây giờ có nhiều người họ vô á, họ mới nghe, họ muốn phước báo công đức thôi, thì họ cũng cúng dường, họ nguyện phước báo công đức, thì họ chỉ có phước đức thôi, chứ họ không có thể nào cái tư nghiệp đó đó cho cái kiếp sau đó họ có giàu sang của cải. Nhưng mà của cải họ nhiều, nhưng mà họ dính mắc vô của cải, họ không thể nào bỏ của cải đi tu thiền được. À, chúng ta phải khẳng định như vậy, tại vì họ thích của cải. À, chứ còn khi mà họ hiểu được cúng dường để có của cải để xài để tiếp diễn luân hồi thì họ lại nguyện khác. À, cũng người đó nguyện cho con nhân sản, thiên sản và thánh sản. À, nhân sản là khi nào mình hưởng làm người thì mình có cái nhân sản. À, thiên sản là sanh về cõi trời, mình hưởng cõi trời. Còn thánh sản là lúc nào có cái cơ hội để gặp đó, để đắc đạo quả thánh nhân thì vị này đắc được thánh nhân liền, nên gọi là thánh sản. Như vậy rõ ràng cái trình độ của một cái tâm thiện hợp trí đó là tùy theo cái ước nguyện dẫn dắt người đó. À, nếu người đó với cái ước nguyện dẫn dắt để đắc thiền, ví dụ như họ vậy thì họ sao họ dễ đắc thiền, họ sanh ra cái tâm cái tư nghiệp thiện của họ đó với cái tâm quả họ ước nguyện chứng thiền, họ sanh làm người tam nhân để họ tu thiền chứng thiền. Còn nếu mà họ muốn chứng đắc đạo quả đó thì họ cũng là cái tâm quả hợp trí làm cho họ ưa thích chứng tu thiền quán để họ chứng đắc đạo quả. Như vậy á, thì cái chứng đắc đó Đức Phật với cái Túc Mạng Minh nó cũng thấy được cái điều này, cái hạnh nghiệp này của người này làm, chứ không phải là ai ban. Cái hạnh nghiệp này của người này làm có nghĩa là người đó làm lúc bây giờ làm với ước nguyện vậy. Nên chúng ta thấy và chúng ta nghe như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng cái tâm thiện là cái tư nghiệp mà cái tư niệm thực á, là cái hành động thiện ác. À, cái hành động đó mức độ nào, trí mức độ nào. À, trí ở trong thiền hay là trí trong sắc giới, vô sắc giới, hay là trí trong siêu thế, nó tùy theo. Nên thường thường quý vị thấy rằng cái tâm thiện hợp trí đó nó bao nhiêu sở hữu, bao nhiêu cái tâm thiện hợp trí, 40 tâm thiện hợp thế hợp trí nè, 27 tâm đáo đại đều là có trí hết, rồi 8 tâm thiện dục giới hợp trí, 8 tâm thiện dục giới hợp trí, trong đó có 4 tâm thiện dục giới và 4 tâm di tác dục giới hợp trí. Đây là những cái tâm hợp trí, còn lại những cái tâm thiện kia ly trí. Thì chúng ta nghe như vậy chúng ta mới thấy Đức Phật nói rằng cái sự ước nguyện dẫn dắt chúng sanh là như vậy. Nên khi mà chúng ta là Phật tử, chúng ta nghe pháp được bao nhiêu, chúng ta hiểu luân hồi bao nhiêu, chúng ta hiểu khổ bao nhiêu, chúng ta muốn giác ngộ bao nhiêu, chúng ta muốn giác ngộ bao nhiêu, chúng tôi nói là quý vị muốn giác ngộ bao nhiêu. Nếu mà quý vị thật lòng muốn giác ngộ đó thì quý vị cứ thí đi, con nguyện chứng ngộ niết bàn. Thì sau này cũng như mấy lần trước chúng tôi nói quý vị đó, Đức Phật ngồi thiền, ngài buộc lưới đại bi, ngài thấy chúng ta đó có cái duyên giác ngộ, nên ngài tới ngài thuyết pháp thì chúng ta giác ngộ. Chứ chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng Đức Phật ngài thuyết pháp cho người nào tự nhiên, nó không có tự nhiên. Không có tự nhiên trong đó, mà cái ước nguyện người này muốn trở thành đệ tử của Đức Phật, muốn giác ngộ như là Đức Phật đã giác ngộ. Nên Đức Phật đó, ngài buộc lưới đại bi đó, ngài ngồi thiền với canh năm, ngày quán chúng sanh có duyên đó, thì ngài thấy người này lọt vào cái giác vọng của ngài. Nên quý vị thấy có nhiều khi Đức Phật ngài đi bao nhiêu xa để độ cái con gái người thợ dệt,
con cái người thầy dệt này á, biết bao nhiêu xa Đức Phật này đi tới, và trong cái hội chúng đó biết bao nhiêu người Đức Phật chỉ chờ cái cô này tới, mà Đức Phật này chỉ hỏi cô đó mấy câu thôi, à, con từ đâu đến, đến rồi nghe pháp rồi đi về đâu, con biết như vậy không, biết chắc như vậy không, à, thì cổ trả lời đó, mà cổ nghe pháp xong cổ đắc đạo quả tu được rồi. À, thì chúng ta thấy rõ ràng như vậy thì chúng ta biết rằng nhá, cái sự ước nguyện đắc chứng niết bàn á, của cái tâm thiện hợp trí, nó cho ra tâm quả hợp trí để mình có khả năng để chứng ngộ được niết bàn. Còn nếu mình ước nguyện chứng thiền sắc hay thiền vô sắc, à, hay là ước nguyện chứng lục thông đó, thì mình sẽ chứng từng tự thiền sắc, thiền vô sắc, chứng được siêu thế. À, như vậy đó, thì rõ ràng nhá, cái ước nguyện này đó, nên Đức Phật Ngài nói rằng Ngài không có ban cho ai hết á. À, không có ban cho ai. Như là Ngài gặp Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, lúc bây giờ có 1.250 vị đệ tử rồi. Nhưng mà Đức Phật Ngài tuyên bố hai vị này đệ nhất về về thần thông, về nhất về trí tuệ. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thôi thì bây giờ còn lấy câu thảo luận số 4, thỉnh Thượng Tọa Đại Quyền trả lời dùm cái câu số 4 là: nếu bạc sắc đẹp khiến một người nào đó bị khổ lụy, có nên xem là phước báo không? Thỉnh Thượng Tọa Đại Quyền trả lời xong rồi thỉnh Thượng Tọa đúc kết luôn cái buổi học hôm nay. Dạ. Dạ, sa thú kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Đăng. Câu hỏi số 4 hỏi rằng nếu tiền bạc sắc đẹp khiến người đó bị khổ lụy thì đó có xem là phước báo không? Kính thưa quý vị, trong kinh Đức Phật này dạy đó, ai thí Phật thực gọi là cho sức lực bố thí, y phục gọi là cho sắc đẹp bố thí, xe tiền gọi là cho sự an vui, người thí đèn đuốc gọi là cho mắt sáng, vân vân. Người thí Phật vừa lòng hàng được Phật, vừa lòng người thí chủ quý trọng, hàng đi đến nơi quý trọng. Đó là cái quả của cái phước. Nhưng còn cái việc mà nếu như đó, cái việc mà nói là chính là cái khổ lì, nó làm chuyện khác. Nếu như chúng ta có tiền bạc, đó là một sự thượng duyên, đó là cái phước của chúng ta. Cái điều này phước là phải khẳng định cái phước. Còn cái mà chúng ta sử dụng cái tiền bạc nó như thế nào đó để nó khổ lì, thì đó là một chuyện khác. Cũng như sắc đẹp, là đẹp đó, nhưng người ta biết được cái sắc đẹp đó, chỉ là một cái chưa, nếu như nhiều người á, coi như là người ta đó có một câu người ta nói một câu nó cũng rất là tiếu. Người ta nói hồi xưa là hồng nhan bạc phận, chứ bây giờ hồng nhan là bạc triệu đó, chứ không phải là bạc phận. Thì ở đây cái bạc triệu hay bạc phận do chính chúng ta, cái điều tốt điều xấu do chính con người mình, chứ không phải là do, nếu chúng ta cho nó là bạc phận thì trên tinh thần đẹp chính là cái khổ, chính là nó khổ đau, chứ không phải là chuyện gì hết, thì nó là chuyện khác. Nhưng nếu mà ta cho cái đẹp là bạc triệu thì đó chính là khổ lụy. Có vậy chứ bạc phận thì chúng ta chính là cái khổ lụy đó, nhưng đứng về tinh thần Phật Pháp, cái khổ lụy nó không bằng. Nó không bằng chính là cái gì? Chúng ta chạy theo nó. À, cái điều đó nó như vậy đó. Và cái gì cũng vậy, cái đẹp vẫn là muôn thuở. Chúng ta nhớ Đức Phật Ngài khẳng định cái đẹp và cái không đẹp. Bởi vì mắt mới là cảnh sắc mà. Chính ở trong kinh thừa tự, trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói ví dụ như sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, đó là vị ngọt. Chúng ta nhớ nó vị ngọt thì đó là khẳng định vị ngọt mà, thì chính là sắc đẹp. Nếu nó vị ngọt đó có nghĩa là đẹp, có nghĩa là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, nó chính là cái ái khởi khả lạc, thì đó chính là nó đưa đến khẩu lệ dịch cho chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta biết cái đẹp đó bằng cái nhìn ta thân thể nguyên liệu, tấm thân chồng chất biết bao là khổ sầu, nó là một chuyện khác. Tập quốc kinh dạy như vậy đó quý vị. Chúng ta thấy nó hai cái hình thái khác nhau. Một người có được tiền của, đó là cái phước của họ. Nhưng họ sử dụng cái tiền của đó như thế nào, đó chính là mấy cái khổ lụy của chính họ. Cũng vậy, tất cả ở cuộc đời này nó đều có một mặt trái, đều có một mặt phải. Trong cái đẹp đó ẩn tìm nhiều cái khổ đau, mà trong cái không đẹp đó nó cũng chứa nhiều cái điều tốt lành.
chứ không phải là cái khổ đau đâu. Nó có hai mặt đối xứng mà nó khủng khiếp như thế đó. Thí dụ bây giờ bệnh dịch nó đang hoành hành thì đó là một sự khiếp đảm, nhưng cũng là một con người biết dừng lại, để biết dừng lại, để phải biết cẩn trọng cho cái việc của mình cần phải làm cái gì, chứ không phải là cơ dừng lại để rồi phải sợ chết, để dừng lại để rồi phải như thế này phải như thế kia nữa. Mà sự thật ra họ dừng lại đó chính là một sự tự do rất hết sức là lớn, một sự thư thả mà chúng ta coi như là một cõi đi về quá nhiều rồi, đi lên quanh cho đời mỏi mệt quá rồi, thì bây giờ 5 ngày 10 ngày nói từ Việt Nam thì coi như là phong tỏa 10 ngày 21 ngày, thì xem như 10 ngày 21 ngày đó chỉ lên quanh thì nó cũng đỡ hơn chứ. Trong cái khổ đó không còn lên quanh để chúng ta mỏi mệt thì chúng ta dừng lại, thì đó cũng là một cái điều tốt. Thì chúng tôi nói một cách hiện thực vậy đó. Thì chứ chúng ta nghĩ rằng dừng lại đó là một sự xem như là chết rồi, coi như là chúng ta coi như là ở trong khuôn viên, trong 4 bức tường của nhà mình đó nha. Nhưng quả nhiên sự thật ra chúng ta bình thường thì chúng ta cần lắm những lúc để thảnh thơi. Thì cái nào nó cũng có cái mặt lợi, cái nào nó cũng có mặt bất lợi của nó. Nó hai cực, hai thái độ như vậy. Dạ, xin lỗi. Cho nên vì vậy, nếu như chúng ta hiểu biết được Phật Pháp thì chúng ta biết chuyển hóa. Đây là một vấn đề hết sức là quan trọng đối với Phật Pháp, tức là chúng ta biết chuyển hóa. Nếu như chúng ta, nếu mà người, cũng như cái câu mà nếu người đã làm điều thiện thì tiếp tục làm thêm hay làm thêm, hay là trong một cái sự thuận duyên, trong một sự thuận may của chúng ta mà chúng ta đó, tức là chúng ta được nghiệp trắng, thì chúng ta, hay là người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng hơn nữa là một cách khác. Còn chúng ta đang là chỗ sáng mà chúng ta đi đến chỗ tối, đây chính là bị khổ lụy. À, đó đó, người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng hơn nữa, thì nếu người đã được phước báo thì chúng ta tạo thêm nhiều cái phước lạc, đó chính là để được chúng ta được an lạc ở hôm nay và ở ngày sau, chứ không phải đó là một điều mà nó là một nguy hiểm, nó là một cản trở. Nếu chúng ta biết trưng dụng nó để chúng ta khéo dẫn khéo làm, như từ một đống hoa nhiều trạc hoa được làm, cũng vậy thân sinh tử này sẽ tạo nhiều điều phúc lành trong cái tấm thân bèo bọt, trong cái tấm thân của tứ đại, trong cái tấm thân của thể trượt này. Nhưng nếu như chúng ta biết nó và đúng nó để chúng ta làm nền làm duyên thì là một chuyện hết sức tuyệt vời, chứ không phải chỉ là cứ như là sanh lão bệnh tử, không phải chỉ là cái sự già sự bệnh sự chết đâu, mà nó còn nhiều cái điều tốt đẹp cho chính chúng ta. Nếu như ai mà biết thức tỉnh, ai biết tỉnh thức, ai biết hiểu biết thì chắc chắn sẽ được an lạc ở hôm nay cũng như ở ngày sau. Xin kết thúc chương trình sinh hoạt thảo luận ngày hôm nay của lớp học Phật Pháp Quốc Thất Thầm Má. Kính cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng đã vào râm để thảo luận thuyết giảng. Kính chúc quý ngài một đêm an lành và một ngày an lành, và cũng như kính chúc toàn thể chư Phật tử được an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Và xin gặp quý vị vào chương trình vào ngày mai như giờ thường lệ. Và mời chị chúng mời cô Nguyên Xuân lên để kinh cảm tạ và hoàn thành chương trình tối hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú sa thú, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tiểu Uyên. Xin thay mặt tại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý Ops đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát,
nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần tổ hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia. Thank you.
Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bút Tha Tham Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh.